Này con kia nói Trung Quốc vượt Mỹ về nhiều mặt Như tổng tài sản Số lượng trung lưu Trí tệ nhân tạo à, Điển hình là mạng tóc tóc Thu hút công nghệ lỗi Và đã vượt qua nhiều nước châu Âu Nghe cười bò Cại anh em ơi cười nhẹ thôi cười bò đau bụng em Bây giờ mỗi người, người ta đều có quyền suy nghĩ mà Đúng không đâu, đâu có gì đâu cười bò Đó ngu không có tội em em Ngu chứ có tội nghiệp thôi à, Ngu chứ không có tội gì hết Nên mấy em đừng có như vậy người ta nói gì kệ người ta nghe được thì nghe được, nghe được thôi giống anh vậy là khỏe đó mấy đứa chê Trung Quốc mới thật sự là đứa ngu ờ à, nó ngu quá nó cầm tiền đi qua châu Âu nó du lịch hết rồi mày ơi còn mày khôn quá mày ở nhà mày cào <laughs> New York City không bằng Thượng Hải ok mẹ lúc lúc mà Long Tứ ở tù á lúc mà Long Tứ ở tù chưa đi ra nha mấy em thì ở bên New York City á ở bên New York City là cái gì rồi nó đào mấy cái đường hầm qua sông rồi mấy em nó đào mấy cái đường hầm qua sông mà mấy đường hầm đó nó còn chạy tốt cho tới bây giờ còn không biết uh, lúc đó ở thượng hải có gì ta không mà nói chuyện ngày xưa nói chuyện luôn ngày nay giờ thượng hải giờ có gì có zero covid là hơn được mỹ rồi đó đúng ngoài điểm đó ra nó thấy điểm là hơn hết á nghe bảo hết bao có, có, mấy cái hàng rào trắng uh, mấy hàng rào trắng đường trắng lối người ta đi Hà, hàng rào chặn đường ở sang hai nhiều hơn new york city mấy lần không không cái này anh hiểu ý mày đam tức là cái ý của ông chạy đam á là ở bên ở bên sang hai là cái mấy cái hàng rào đó hàng rào lóc đau hàng rào lóc đau còn ở bên new york city bây giờ á, là nó làm đường rất là nhiều cho mấy em nó nó làm đường làm hạ tầng rất là nhiều nó đào lô cốt ngoài đường cũng nhiều lắm luôn á tại vì biết sao không tại vì khi mà ông cụ Biden nóng lên là cũng phóng á ông thông qua cái gói đường xá hai tỷ nên bây giờ là kể như năm tiểu bang tiểu bang nó cũng đua nhau làm đường hết á làm quá trời làm luôn nên uh, nghĩ là ví dụ như ba năm sau ghé lại Mỹ chắc đường xá nó khác dữ lắm luôn á vì à, đảng cộng hòa đã đúng khi đòi cắt viện trợ cho Yuren không thể uh, viện trợ cho tên diễn viên hài bày đặt làm tổng thống ừ, vậy mày qua bản mày, mày, mày bút thêm cho đảng cộng hòa đi chứ tao nghĩ đảng cộng hòa nó làm chuyện nó cũng nghe mày nữa cứ bút cho đảng cộng hòa ok mình thích cái gì đó thì mình làm cái đó vậy thôi à còn mình đưa ra cái ý kiến quan điểm nhỏ nhoi của mình trong khi mình không làm được mẹ gì trơn nó trội á thôi giữ hơi chấm bụng nấu một tô mì ra ăn đi làm kiếm tiền trả nợ còn cái chuyện đảng cộng hòa có sống qua rồi khỏi trăng này không là chuyện tương lai ok có có lấy được hạ viện không là chuyện chuyện của tương lai luôn đợi sau ngày 11 đi biết của lộng sau tháng 11 đi biết ok thì hành động của nga nói là là xâm chiếm hay giải phóng đúng hơn anh vì nga không có ý đánh vào dân thường câu này khó trả lời em ơi hỏi câu này nằm ngoài kiến thức của anh luôn rồi mấy em thôi để cho mấy đứa trên đây trả lời đi mấy em <laughs> nó hành động nó hành động nó hành động là theo bạn là đánh chiếm hay là giải phóng gì ước gì nga chơi khô máu để ram chơi khô máu ram để sắp lại trật tự mỹ trùm bảy năm rồi chán quá còn máu để khô không em càng khô máu mỹ càng trùm mày ăn gì mà comment ngu cho mày <laughs> càng khô máu mỹ càng trùm cuộc chiến không nên xảy ra nhất cũng là cuộc chiến đáng xem nhất là trung quốc với mỹ ờ nay ông Elon Musk khi ông Dimitri Medvedev rằng tình hình ở Bakhmut sau rồi. Bakhmut là nơi Ukraine thủ hơn 4 tháng nay Nga dồn toàn bộ vũ khí cũng chỉ tiến được 1 km. Ông ông Dimi, có vẻ cây rép là hãy chờ ngày Nga chiến thắng. Gì giờ đấu trên mạng xã hội luôn hả? Nước cây vẫn là cây đúng không? cây vẫn là đỉnh của chóp. Tụi em đi qua 13 bang của Mỹ đi, 13 bang Mỹ ở Đông Bắc đây nè. Ở North East nè toàn là tên đường Cây không à có tên đường ultraford, có thành phố rồi tùm lum luôn uh, Liverpool rồi Old rồi gì uh, Buckingham nói chung là cái gì của anh nó nằm ở này nè tao đi qua đây tao tưởng tao đi lộn nước anh không mấy em mà thôi mẹ mấy, mấy cái bang này nó 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 giàu khỏi nói rồi nó mấy mấy cái bang mà nó ít của mỹ là nó vào khỏi nói rồi mấy em ơi đó, mấy em qua đây mà mấy em có tiền mấy em chơi một ngày thôi là mấy em cũng dạng cũng không không, không phí cuộc đời rồi đó cũng có thể là gọi là ngạo nghễ rồi đó còn mấy bang mà ví dụ như tài trần chuyện nhỏ không, bang tài trần đồ này nọ chuyện nhỏ rồi mấy cái bang miền, miền miền gì miền bắc chuyện nhỏ miền nam cũng chuyện nhỏ luôn ở bên mỹ này thốn nhất là đông bắc nọc ít nghe chưa mà ngay cả mỹ gốc nó cũng khoái đi nọc ít nữa mà đa phần á, thấy tụi em toàn là đi ít sau không à không có đi nọc ít à, chửi mỹ rồi đi mỹ à Ở bình thường em đây, tự do nhé tự do đối với mỹ là gì là tự do đúng không đó chửi Mỹ không chửi Mỹ gì đó không cần biết ông nó cấp visa mình có tiền thì mình đi vậy thôi còn em không có tiền em ở nhà em cấy đó là em xài đó thế thôi à cây cứu làm chi đúng rồi tao nói rồi nô no mến này thì to nô no thoát ok Tôi có cây cứu à, nước anh tuy nhỏ nhưng mà có tiếng nói nhất trên thế giới phải không anh Mỹ có phải là đệ của anh không đúng không anh Mỹ là đệ của anh là nói gì cái chuyện mà gốc gác còn nói gì cái chuyện bị thế bây giờ Mỹ là ông nội của anh chứ Mỹ phải đệ của anh ok tức là cái dân cái cái nước anh đó ngày xưa đó trong quá trình mang gương mở cõi ta đi rất nhiều chỗ ta đi rất nhiều chỗ rồi ta nhân giống từ lưu học dưa rồi rồi xong người ta đi con cái tao bệnh tao làm việc tao lao động và thành dân của từng nơi từng nước luôn điển hình như là new zealand australia canada và mỹ bây giờ đó cái những cái đó gọi là đệ của đệ của anh theo cái nghĩa lịch sử hiểu không còn nói về nền kinh tế giờ mỹ là ông nội của anh rồi đó nên các em đi đến những 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 vùng đất đó các em sẽ thấy tên anh anh không rồi Nói gì đặc quyền rồi tùm lum hết nhiều lắm cả nói gì xin rồi tại sao ở mỹ có ít bùng binh như anh à, à, tại sao bị ít bùng binh như anh pháp úc với anh trời đất ơi bây giờ quy hoạch bồng binh là lỗi thời rồi con thứ nhất là mấy cái bồng binh là để trồng cây thứ hai là mấy cái bồng binh nhỏ nhỏ là quy hoạch của cái kiểu kiến trúc cách đây hàng trăm hai trăm năm bây giờ bồng binh nó không giải quyết được kẹt xe bây giờ hệ thống thông minh phải chơi hệ thống highway quay hệ thống highway quay lối exit này nọ cầu vượt đường hầm đồ như vậy nó mới được tức là câu nói của em đúng khoảng chừng trên 80% tức là thường thường em nghe chữ làm hãng làm hãng làm hãng là cái người làm trong hãng thì cái người làm trong hãng phần lớn là công nhân thì cũng có những người người ta làm manager với người người ta làm việc khác tỷ lệ sở hữu số súng hơn ba phần trăm trong ba trong ba thằng mình gặp ngoài đường có súng tỷ lệ sở hữu súng hơn ba phần trăm đâu hơn ba phần trăm chỉ gần như trăm phần trăm luôn ba chục gì nữa không nổi nhưng mà súng người ta mua trong nhà là nhiều súng ra đường phải có lai sầm còn nói chuyện nó sách súng ở đâu kệ bà nó 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 bắn hay không là chuyện của nó chứ nó bắn là coi như đời đó cũng xong rồi sao anh không nói về mặt chưa tốt của mỹ có nhiều ủa mỹ mẹ mỹ, nó mỹ lao lắm mỹ nó nó xàm lắm đúng không ờ, mỹ nó không có miễn visa cho mày nó mà nó rủ mày qua bển du lịch để cho tìm hiểu này nọ kia nó, nó cái đó là cái không tốt theo tao là không tốt vì sao tại vì mỹ á nó miễn nó, nó miễn visa cho mấy thằng đài loan ở trong khi đài loan không phải là nước nữa mà là chỉ là một vùng đất thôi mà đi miễn visa vậy đó tạo điều kiện cho người người ta đi du lịch qua lại ăn học cũng dễ dàng đó còn đằng này á, là đối với đối với em á, nó khó khăn quá đó, nó, khó khăn quá nó không bao em cho chuyến đi chơi này nọ hay gì đó đối xử với em cũng không được công bằng lắm mà để trong cái trong cái suy nghĩ của em nó có sự nó sự gọi là, là, là học hận tức là mình mình học biết cái gì đó rồi mình hận cái gì đó đúng không thì đụng tới đâu anh nói tới đó thôi chứ mình kêu tao giờ tao liệt kê ra ừ, 10 điểm 10 điều chưa tốt của Mỹ thì tao ta không biết nói gì đâu giờ ngược lại tôi phải điều kêu tôi liệt kê 10 điều tốt của Mỹ tao cũng đâu biết nói gì đâu nhưng cái vấn đề quan trọng là câu chuyện đó ai đang nói người đó đang nói gì thì nói theo cái đó ok anh sẽ đam nha vì mặt chưa tốt của Mỹ nè không có hoàng đế ôi thì cái mặt này sàm sàm làm như ai cũng muốn qua Mỹ đó gì không biết em cứ tìm hiểu đi cái chuyện đó muốn hay không muốn hay là như thế nào đó trong tâm trong trong, trong trong tâm thức của mọi người và trong suy nghĩ của mọi người trong điều kiện của mọi người và trong cơ hội của mọi người chính đâu biết đâu chứ anh thấy anh thấy bạn bè vòng vòng anh người thân người quen đó, nó chờ mẹ hai năm nó cũng chờ nữa tao nói thiệt con bồ bắt tao chờ hai phút tao bỏ rồi đó chứ đừng nói bắt tao chờ 20 năm mà chờ 20 chục năm để làm gì vậy đó là câu chuyện của anh ta nó không phải câu chuyện của em câu chuyện em không phải là câu chuyện của anh ta mỗi câu chuyện đều khác nhau ok nước nào cũng có đặc điểm lợi và hại đúng rồi đó em nó nói cho nó khỏe nội chiến mỹ có thể xảy ra tới kỷ 21 vì mỹ quá loạn hai đảng gì cũng vào ờ ừ, chờ đi em nó chờ thôi chứ anh cũng biết sao nữa kệ nó nó nội chiến hay nó ngoại chiến gì đó không phải câu chuyện của anh nhưng À, xấu của Mỹ là súng nhiều quá phải chi cấm hẳn luôn thì đất nước sẽ lên tầm cao mới đơn giản đơn giản có hai vấn đề một là bây giờ á, ông làm cho đất nước của ông mạnh lên ok rồi khi đó thằng Mỹ á nó nó đàm phán như nước của ông nước ông lúc nào tôi không biết nha nước ông á ông đập bạn cái đùng nó là mày 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 cấm mày bỏ hết dân mày không được sử dụng súng nữa ok tao mới làm ăn với mày không tao cấm giận mày toàn diện Mỹ nó sợ quá dạ đại ca dạ, đại ca nói chí phải dạ, thôi về đi em về em gắn sửa đi em kêu mày mày, mày bỏ xuống hết cái bây giờ nó không làm ăn như mày nó mà đói cái lũ bây giờ thôi thôi bỏ xuống đi chưa rồi đó một cách cách nữa ok rồi bây giờ ông á à, đi đi qua bên mỹ xong ông có tịch mỹ rồi xong ấy, ông ấy dùng một triệu con đồng nọc của ông á đúng không ông đi lan tỏa rồi từ một triệu con đồng nọc đó đó nó đi lan tỏa thêm một một triệu của một triệu nữa đó thì lúc đó đó hậu vệ của ông sẽ đỉnh đọt nước mỹ đó sẽ biến nước Mỹ theo quan điểm và theo suy nghĩ của cá nhân ông đó là hai cách văn minh hợp tình hợp lý và pháp ok gì à, mặt chưa tốt của Mỹ là phân biệt chủng tộc và không kiểm soát được súng đạn à. cái đó báo nó vậy còn nói chuyện sâu xa, sâu, sâu xa trong nước nó kiểm không kiểm thì này nọ nha tao không tao không biết còn nếu mà ví dụ như ví dụ như nếu mà nếu mà hãy dụ nếu mà anh bên Mỹ này cũng phải mua cái súng này để trong nhà chắc chắn luôn Đúng không tại vì thứ nhất trẻ trẻ trâu mình đâu biết đâu mấy em hiểu không mà cái cách trị thằng có súng là mình có súng đó và cái cái cây súng nằm trên tay người đúng luật đỡ hơn đằng nào cũng chết mà mấy em ơi đúng không thí dụ thí dụ như bây giờ cướp bây giờ cũng ăn nào nó gọi trời tao có một bạn nào philadelphia đâu nó gọi trời chắc này quảng cáo rồi à, dù nói tao đâu quên ta thí dụ như nó vô nhà mà nó cướp mà mình không có súng thì kiểu gì mình cũng vậy chúa rồi đúng không còn nếu mà mình có súng nó biết mình có súng nó sợ nó không dám vô được một cách được một cái đúng không rồi cái thứ hai á nếu mà lỡ mà không nói chuyện được với nhau nữa đó thì móc súng nó đấu giống như lớp cái lớp cơ hội sống của mình còn 50% phần trăm còn lại gì rồi là quay cái gì còn thở còn gỡ vậy thôi luật pháp của nó kệ mẹ đó đòn khe gì nó bắn nhắm sao đỡ được mày đỡ không được thì mày đi học chứ mày nói chuyện vậy sao tao nói gì với mày nữa trả đâu không có tự nhiên nó nhắm bắn sao được vậy thì mày bỏ vào chữ bắn đi nó, nó phi dao mày mày cũng chết à thấy không còn không buồn buồn á mày ra đường container đụng mày cũng như cũng một kết quả thôi đâu khác gì đâu ô dài quá đưa mày nó đưa lên hơn là biến độc quá thằng này phải có ông khương thế đoàn trị mới được mấy em nó phải kêu mấy anh kỵ hại không không mà vụ này phải tài quỳnh chứ hương thế đoàn nó lo vụ này Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai nhờ hốt được đóng nhà một khoa học của Đức mới được vào ngày hôm nay. Vậy ta chọt nhẹ mày một cái vậy trước trên thế giới thứ hai mỹ nó cũng bắp lắm hả hả anh duy cho em hỏi mỹ nó giàu nhất nhì thế giới vậy sao nó có homeless ở đầy đường có phải do chính phủ mỹ cố tình làm vậy răng đe những người còn lại không à, không là ra đường ở như mấy người homeless kia mục đích cuối cùng là phục vụ của thế giới tư bản không anh à, chứ mỹ nó dư tiền để lo cho homeless sao nó không lo à, nó còn lo lo cả mặt trăng sao quả chẳng đi chợ chẳng lẽ không lo cho được người vô gia cư nổi thật ra thì giờ mày hỏi dài quá thứ nhất ở bên mỹ hôm đường câu này mày nói tao không nói ok mày nói Homeless đại đường mày cho tao chứng cứ hôm đường đi đó cái thứ hai là gì chính phủ mỹ cố tình đã dạy không lo cho Homeless này cũng đúng luôn nó có luật hôm ăn quê hàng tháng ngàn rồi xong lo cho mày ngàn rồi mày thích đi hôm gì đam mê kệ mày rồi mục đích cuối cùng là để phục vụ lợi ích của giới tư bản đúng không anh Mày sâu sao quá tao không khe tao chừng lo chén cơm tao thôi chứ Mỹ nó dư tiền để lo cho homeless mà sao không lo hồi nãy nó lo rồi cãi rồi uh, thôi uh, nói chung comment của em em anh đã đọc hết rồi đó mà giờ uh, cái đóng homeless đó đó mà cho chính phủ có quỳ gối xuống lại nó mua vé máy bay hạng thứ gia đẩy nó qua bên Trung Quốc nó cũng chưa đi nữa tao cũng hiểu luôn đó, giờ qua bên Trung Quốc mua cho cái nhà mua cho cái liều cái nhà nhỏ này nọ nó cũng đi nữa vậy đó má nó vẫn cố bám trị ở thành ở... À, xét về phương diện ngoại giao, nga trung hơn mỹ; xét về kinh tế, trung giúp ta nhiều hơn. suy ra không nên cùng mỹ quá gì ơi. À, dạ, nó nói câu là xét về kinh tế, trung giúp nga giúp ta nhiều hơn. vậy ta của đó là ai mấy em? Đậu này anh hơi bị đau tim mấy em ơi. Xin lỗi mấy em, anh bị đau tim anh không thể nào suy nghĩ được, anh không thể nào đáp câu này. Anh đang suy nghĩ con cái ta của nó là ai. À, OK, rồi xin mời các bạn. Đù, bề dày lịch sử Trung Quốc giúp Bắc Việt. Hiện tại các nhà máy công nhân đa số của Trung Quốc và Đài Loan Trung Quốc giúp ta tiêu thụ trái cây nhờ Trung Quốc có đồ rẻ hàng Quảng Châu cho dân Việt Nam xài vậy đủ thuyết phục gì không mày không có cửa nói chuyện với tao nên đối với, nên đối với mày không có khái niệm chưa thuyết phục mà tao đưa đọc comment mày tao đưa comment mày lên để cho khán giả tao bình mấy câu này mấy đứa mấy mấy trẻ em coi like của anh học trường lớp 10 lớp 12 đã dư nó dư đam luôn rồi còn anh giờ đi trả lời mấy câu này tranh luận nghe mấy câu này anh cảm thấy mình trẻo quá mà trẻ quá thì nó nó cứ. Anh nghĩ sao thành phố Hồ Chí Minh nằm trong những thành phố biến mất trong tương lai ạ? À? Anh 37 tuổi rồi, anh không đọc bài báo sao đây em ơi? Trong bài báo đó tao mày nói là tao biết ở đâu rồi. Nó nói thành phố Venice cũng biến nè. Rồi thậm chí thành phố Austin, New Austin của Mỹ cũng biến nè. Rồi thêm thành phố Miami của Mỹ cũng biến nè. Rồi thêm thành phố lớn lớn lần nào nữa ta? Chicago hay gì đó cũng biến nè. Thêm thành phố Amsterdam của Hà Lan cũng biến nè cái thằng viết báo nó biến trướng nó nói anh mấy thằng viết báo là viết xàm, nó viết theo cái kiểu là lý thuyết suông. không? Nó viết theo cái kiểu là lý thuyết suông chứ mà, mà cả trình độ công nghệ người ta về để cho biến. Mấy thằng đó nó viết báo giống như kiểu Ừ mặt trời sẽ chết 1 tỷ năm nữa, ông viết cho có nói gì đó, sống qua ngày trời qua đời hết. Đời nó nhiều mà nó bàn chuyện tỷ năm. Năm mà nó biết tỷ năm sau cái công nghệ con người nó phát triển tới đâu. Nó, nó tùy lứa tuổi nào đọc bài báo đó, đúng không? Anh làm vậy đó. Báo đó anh cười nhẹ đi hệ lý của phi trường khắp nơi dạy Việt Nam có muốn mỗi tỉnh một phi trường không Ủa cái vụ phi trường khắp nơi liên quan cái con khỉ gì ông nội từ chiến A tới chiến B thì bay cái bục thôi chứ gì đâu liên quan tới phi trường khắp nơi chẳng qua chắc người không đủ đi các chiến chứ gì em đang làm IT luôn 20 triệu tháng mà giờ em nạp CV làm quản lý kho có 10 triệu anh nghĩ sao tự nhiên làm IT chuyển qua làm, làm quản lý kho tao quỳ tao lại mày luôn con đổi vậy tao hỏi mày làm quản lý kho cần học IT không đó em suy nghĩ câu 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 hỏi của anh đi làm quản lý kho cần học IT không? Đó là một bước lùi rất lớn trong sự nghiệp của em nha. À, anh trong lời khuyên đi ạ, à, đi xuất khẩu lao đi xuất khẩu lao động Nhật hay đi học Đức thôi thôi thôi. Nếu mà em chọn một đường xuất khẩu lao động Nhật á, với du học á, thì đi xuất khẩu lao động đi em, đừng có đi học thêm nó báo lắm, thiệt.